thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đăng nàng hân thù. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Dạ em xin mời bác sĩ tiếp tục ạ. Dạ thưa cảm ơn chị. Dạ kính thưa quý vị, nãy đang nói dở dang ở chỗ là bất cứ ai từ rài trở về sau mà đề nghị hay ra những cái đề nghị mà để có cái khuynh hướng đi vào cái thế xóa sổ nước Việt Nam, chẳng hạn như thay đổi chữ viết, bắt học chữ Tàu, không cho học tiếng Việt, hoặc là đề nghị bỏ những cái truyền thống văn hóa của chúng ta, hoặc là đề nghị bỏ những cái lễ lọc của chúng ta, tất cả những cái đó đều là giặc. Và chúng ta kỳ này chống với giặc không phải chống hẳn, không phải chỉ chống bằng quân sự thưa quý vị. Là cái điều chắc chắn sẽ phải có. Và ngoài quân sự thì chúng ta còn phải chống về tất cả mọi mặt, gì văn hóa, tâm lý, truyền thống luôn thưa quý vị. Tất cả mọi thứ gì của chúng ta không ai có quyền thay đổi, không có một tên giặc nào có quyền thay đổi cả. Dạ kính thưa quý vị, luôn chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Những cái tên giặc nằm vùng ở trong nước Việt Nam, ở trong dân Việt Nam của chúng ta, trong xã hội của chúng ta, mà đề nghị những cái ngu ngơ ngơ đó, nhất là tụi Tàu Cộng nó có thể bỏ tiền ra, hoặc là nó vừa tiền nó vừa tạo ra những cái lực, cái áp lực hăm he, bắt những người đó phải làm những cái chuyện như vậy. Dạ thưa quý vị, cũng giống như là cái đám mà chính phủ của Việt Cộng, cái đám mà tà phủ Việt Cộng nó cũng đã âm thầm một mặt bị áp lực, một mặt vì tiền, để mà bán hết đất này tới đất khác, dẫn giặc vô trong nhà, càng ngày càng sát bên và chuẩn bị giao cả cái nước Việt Nam thưa quý vị. Dạ thưa bác sĩ, mình cũng muốn nhắc nhở với quý đồng bào á, mình phải để ý những cái gì mà nó thay đổi thì mình phải cũng như là chú tâm đến nó, đừng có bỏ qua đó bác sĩ. Bỏ qua là mình bị. Dạ, ý chị nói là để ý đừng có hời hợt nó mà. Dạ. Ý chị nói họ là tiến tới, họ tiến tới họ làm đó. Bất cứ cái gì mà của họ mà đề nghị có tính cách là xóa sổ nước Việt Nam bằng bất cứ một phương tiện gì, chúng ta đều phải để ý và tìm cách chung lưng đấu cật, sát cánh với nhau, hợp lực với nhau mà chống lại, chống 100% hoàn toàn luôn thưa quý vị. Nếu có cần phải đổ máu để bảo vệ quê hương, chúng ta cũng vẫn phải chấp nhận để làm. Chúng ta chỉ có hai đường đi thôi. Một là cúi đầu làm nô lệ cho giặc. Và quý vị nên nhớ rằng, tôi nhắc cái này để cho quý vị nhớ, cái vụ xảy ra ở Thiên An Môn mấy chục năm trước, khi người Tàu muốn tìm cách đứng lên để chống lại Cộng sản Tàu, thì Cộng sản Tàu lúc đó nó đã cho xe tăng càn quét rồi giết không biết bao nhiêu người. Chính dân của nó còn giết nó, còn giết dân của nó thưa quý vị. Nó giết tới mức độ nó không có cần đếm luôn. Dạ. Thì quý vị thử nghĩ khi thằng Tàu mà nó được cái tụi mà Việt Cộng chính phủ này, Tàu phủ này mà giao cho nó cả cái nước rồi, khi nó làm lễ mà giao hẳn rồi, hợp thức quá rồi, thì quý vị nghĩ rằng nó coi trọng quý vị hơn dân tộc nó sao? Dân nó còn giết thì quý vị lúc đó những cái dùi cua của nó sẽ đánh thẳng lên đầu của chúng ta, và xe tăng của nó và súng đạn của nó sẽ càng quét chúng ta, nghĩa là giết càng nhiều càng tốt để nó thay bằng dân của nó thưa quý vị. Và lúc đó chúng ta sẽ không bằng con chó của nó đâu thưa quý vị. Do đó chúng ta bề nào cũng đổ máu thưa quý vị. Đổ máu ngày mai, hay thà là chúng ta đổ máu ngày hôm nay mà còn giữ vững được giang sơn cho con cháu chúng ta sống. Còn không thôi, một ngày mai chúng ta cũng phải đổ máu với nó thôi. Mà lúc đó đổ máu rất là nhục nhã, bởi vì chúng ta không có sức để đánh lại nó thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay nếu còn sức, còn có cái thế để đánh nó, chúng ta bằng mọi giá phải nghĩ ra cái phương pháp, nghĩ ra cái cách để bảo vệ dân tộc của chúng ta với nhau, và nhất định phải đẩy nó ra khỏi nước chúng ta bằng mọi giá. Và tôi biết rằng khi chúng ta đứng lên sẽ có hàng ngàn người sẽ đứng theo. Và tôi nói với lại nói rõ luôn thưa quý vị đừng cứ nghĩ rằng chỉ có một cái ông nào bà nào ở nước ngoài này về để mà cứu nước thưa quý vị. Họ chỉ có thể nói bằng miệng thôi, chẳng hạn như nói bằng miệng giống hệt như Lưu Minh Xanh bây giờ vậy đó. Lưu Minh Xanh xin lỗi, Lưu Minh Xanh không có cái thế để về Việt Nam để mà chung lưng đấu cật chứ quý vị, để chia sẻ cái xương máu với quý vị. Nhưng mà quý vị mà Lưu Minh Xanh dám nói thật cái sự thật là đừng có trông mong những người nào ở ngoài này là như là toàn là những cái tay mơ, cái là mượn thời cuộc để tạo thế tiền bạc cho mình thôi. Và
làm cho quý vị ru ngủ quý vị đi, để quý vị cứ chờ. Yeah. Quý vị cứ chờ ở ngoài này về chờ cho tới lúc mà giặt kề dao vô cổ cắt cổ quý vị rồi quý vị cũng vẫn còn chờ. Quý vị đừng có chờ. Yeah. Quý vị hãy dùng lên, hãy bảo vệ chúng tôi ở ngoài này. Nói được tiếng nói nào, nó làm được cái gì để ủng hộ quý vị, chúng tôi nhất định phải làm. Còn những cái kẻ nói rằng sẽ về để cứu nước, những kẻ đó là đang ngụy biện, đang giả tạo, đang ru ngủ quý vị để quý vị nằm yên chờ để giặt tới giết thôi. Đó là những cái chiêu thức mà những cái tên diệt cộng diệt gian nó đa ra nước ngoài, nó đang ru ngủ người ta bằng những cái lời nói, bằng những cái trò chơi về tâm lý. Yeah. Để nó dụ cho dân ở nước Việt Nam cứ ngồi chờ. Và yeah, khi quý vị ngồi chờ quý vị sẽ không có sáng kiến để chống giặc. Do đó quý vị hãy tìm cách sát cánh với nhau trong âm thầm, tạo một cái tsunami, một cái cơn sóng ngầm mà bùng lên để mà giết giặc, để mà giữ nước, thưa quý vị. Và lúc đó những người có lòng ở nước ngoài này mới tìm cách sát cánh và bảo vệ quý vị bằng những cái hình thức về pháp luật quốc tế vân vân, là cái mặt ngoài. Còn cái mặt mà thực sự đấu với giặc, quý vị ở trong nước phải tìm cách sát cánh và lập mưu để mà quật lên, để mà cứu nước. Đừng trông mong những người hứa hẹn hảo quyền ở nước ngoài. Và không có ai ở ngoài này có quân đội để đem về để cứu quý vị đâu, để đánh cho quý vị đâu. Và giữa cả cái đại dương đó đem quân đội về là một chuyện phi lý, không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng những người có lòng yêu quê hương ở nước ngoài này còn nhiều lắm, và họ sẽ giúp quý vị ở cái mặt ở phía nước ngoài thôi. Và giúp cái mặt ảnh hưởng thôi, chứ không phải là trực tiếp 90% tới 95% quý vị trong nước là những người mới thật sự là những người cứu nước. Yeah, quý vị hãy thức tỉnh lên đi, đừng chờ đợi họ đang ru ngủ quý vị bằng những cái trò hề bịp bợm nói rằng người nước ngoài này sẽ về cứu. Và không có đâu, thưa quý vị. Lưu Bình Xanh thực sự mà nói như vậy, Lưu Bình Xanh cũng sẵn sàng xin lỗi quý vị. Lưu Bình Xanh có yêu quê hương cỡ nào, Lưu Bình Xanh cũng không có khả năng đi về để chia xương sẻ máu với quý vị được. Nhưng mà thưa bác sĩ, mình có thể âm thầm giúp họ. Dạ, đó là chuyện về cái mặt tôi nói về tâm lý đó chị. Yeah. Cái mặt mà ngoại giao đó. Yeah. Dạ, còn cái mặt quân sự, cái mặt mà tránh mà phải đổ máu đó, Lưu Bình Xanh xin lỗi là không có cái cơ hội làm chuyện đó với lời quý vị. Muốn lắm nhưng không làm được. Yeah. Bởi vì không có thế. Thành ra quý vị ở trong đó đừng chờ đợi những kẻ ngoài này hứa hẹn bịp bợm gạt người thủ lợi cho mình. Nó đang nhận tiền của gì cậu, nó đang nhận tiền của Trung Cộng đi ru ngủ quý vị đó. Hãy dẹp hết tất cả những cái, hãy bịt lỗ tai lại, đừng nghe những cái lời ru ngủ ở nước ngoài này. Nó xạo đó, thưa quý vị. Yeah. Nó đang dụ chúng ta làm thinh nằm yên để nó chờ nó tới, nó cắt cổ từng người một đó. Kính thưa quý vị, trước gì trước sau gì chúng ta cũng sẽ đổ máu. Trước sau gì người Việt Nam dân tộc chúng ta cũng sẽ phải đổ máu. Thì quý vị thà đổ máu trước mà còn có thế đi đánh giặc và đẩy giặc ra khỏi nước. Giặc cũng sẽ phải đổ máu với chúng ta. Đừng để cho nó nắm đầu chúng ta, nó trói chúng ta rồi chúng ta cũng sẽ phải đổ máu với nó. Nhưng mà lúc đó nó giống như là cọp ăn thịt người vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta chết trong nhục nhã như vậy, thà chết vinh hơn sống nhục đó, thưa quý vị. Cái câu để Linh Sanh xin sửa là một chút xíu. Thà chết, chết thà chết vinh hơn là chết nhục. Tại vì chúng ta trước sau cũng đổ máu. Thà mình đổ máu, nó đổ máu. Và thắng thua rõ ràng, chúng ta có chết cũng không, cũng cam tâm. Đừng để chúng ta đưa tay nó trói xong rồi nó giết. Cái đó uổng đời lắm, thưa quý vị. Lúc đó hối hận không kịp. Và những cái kẻ mà hưởng được cái công lao mà dụ quý vị đó, những kẻ đó là những kẻ ở nước ngoài bây giờ đang dụ quý vị đó, là những kẻ đó sẽ hưởng được công lao. Tàu Cộng sẽ thưởng tiền cho nó. Và đã thưởng rồi. Ừ. Nó đã nhận tiền rồi để mà dụ dỗ chúng ta, ru ngủ chúng ta đó, thưa quý vị. Trước sau gì chúng ta dân tộc Việt cũng sẽ phải có một cái trận đổ máu với giặc. Đừng để giặc trói chúng ta rồi giết chúng ta hàng loạt, hành hạ chúng ta hàng loạt. Có kêu trời, ông trời cũng không biết sao cứu. Ông trời nói tao cho người xuống nhắc cái tụi bay rồi, nói cho tụi bay biết rồi, tụi bay không nghe. Yeah. Dạ, cũng giống ngày xưa Chúa có nói cái thành gì đó, Chúa cho tiên thánh xuống biểu ra khỏi thành, phải không chị? Dạ. Yeah. Tôi không có rằng bên Chúa, chị nhớ cái vụ đó không? Chị nhớ cái thành gì nó kể sơ coi. Cái thành Ai Cập đó, thầy dạ. Chúa kêu là bỏ đi và đừng có quay ngó lại đó. Tại vì ngó lại thì mình sẽ tiếc. Các vị đã nhắc quý vị
cũng có người này người kia nhắc quý vị, mà nếu chúng ta không có biết sáng suốt để thấy chỗ đứng của chúng ta thì sau này quý vị có hối hận, quý vị có lên thiền đình mà có than thở xuống địa ngục, có trách móc cũng vô ích thôi. Dạ, chúng ta trước sau cũng đổ máu ngay lúc này, đổ máu ngay cái giờ phút này. Thế giặc chưa có hoàn toàn nắm hết chúng ta, giặc chưa trói được tay chúng ta, nó chỉ sát nát thôi thưa quý vị. Chúng ta còn vùng vẫy được, chúng ta phải hết sức mà vùng vẫy, đổ máu với nó, bắt nó phải đổ máu chung với chúng ta. Không thể để cho có một ngày nó trói chúng ta rồi thì chúng ta cũng sẽ đổ máu thưa quý vị. Quý vị thấy nó giết dân của nó bên kia tàn nhẫn vô cùng. Dạ, nó muốn diệt pháp luôn con, nó giết tàn nhẫn vô cùng, nó trói tay nó giết tàn nhẫn, thì chúng ta sẽ là nạn nhân của chúng nó như vậy đó thưa quý vị. Là tại vì nó giết dân diệt chứ đâu có giết dân tàu, lúc đó nó còn thẳng tay giết, nó giết gần gấp 3 lần, 5 lần, 10 lần hơn nó giết dân mà nó nữa. Nó giết cho bằng hết, đủ thứ cớ để nó giết. Dạ thưa quý vị, do đó chúng ta phải dùng dãy lên, rồi chết cũng cam tâm thưa quý vị. Cảm ơn quý vị, đó là ý kiến của tôi để trả lời cái câu rằng là muốn xóa đi cái ngày Tết của chúng ta thì mình phải là chúng ta không thể làm được chuyện này. Mà đây là một cái đuôi khác lòi ra để cho thấy rằng Tàu Cộng nó đang siết chúng ta đủ mọi thứ. Nó siết chúng ta về quân sự, về địa lý, rồi về truyền thống văn hóa, về chữ nghĩa và luôn cả truyền thống là sinh hoạt lễ lọc của chúng ta, nó cũng muốn xóa hẳn luôn đó thưa quý vị. Dạ, Lý Minh Sanh xin hết lời ở chỗ này. Dạ thưa bác sĩ, nó không muốn dân nước Việt mình nhớ lại những anh hùng tổ tiên của mình á, thử ra nó mong nó xóa đi hết. Đây nó muốn làm cho chúng ta phải nô lệ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thề quyết rèn chí quét quân thù đang cướp nước. Ta cháu con dân Việt hùng nơi Mê Linh ta trùng phùng, đồng lòng nguyện vẫy